Thánh Gioan Tông Đồ kể lại rằng, sau khi nghe lời trăn trối của Chúa Giêsu từ thập giá, đây là mẹ của anh, thì người môn đệ rước bà, rước Đức Mẹ Maria về nhà mình. Người môn đệ này là đại diện của tất cả những ai sẽ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đại diện cho tất cả những ai sẽ được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Tất cả những người môn đệ ấy đều rước Đức Mẹ về nhà mình, ngôi nhà tâm hồn, ngôi nhà cuộc sống của mình. Có nghĩa là những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu đều có lòng tôn kính và yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ. Và anh chị em hiện diện ở đây là bằng chứng cho điều đó.